Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Ngọc Japan. Trong video ngày hôm nay, Ngọc Japan sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng chiếc ghế massage nội địa Nhật phiên bản AS960 của thương hiệu Fujiiryoki. Trước khi đi vào chi tiết, các bạn nhớ để lại cho Ngọc Japan một đăng ký kênh, bật chuông thông báo để đón chờ những video tiếp theo. Ở đây thì Ngọc Japan đã nhờ một bạn nhân viên, bạn ấy ngồi lên chiếc ghế. Trước khi sử dụng, chúng ta cần phải có một số lưu ý như sau. Đối với dòng ghế massage nội địa Nhật cũng như là phiên bản AS960 thì các bạn cần phải kết nối chiếc ghế với nguồn điện là 100V. Nó khác hoàn toàn so với nguồn điện 220 ở tại Việt Nam. Nên là chúng ta cần phải có những cái bộ đổi nguồn, chuyển đổi nguồn điện từ 220 sang 110. Và khi mà các bạn mua ghế tại Ngọc Japan sẽ được tặng kèm một bộ đổi nguồn, một thảm trải sàn và một bộ vệ sinh. Bên cạnh lưu ý về nguồn điện thì các bạn cũng cần phải lưu ý về tư thế ngồi. Phần mông của chúng ta sẽ ngồi sát với phần lưng của ghế và cũng như là tư thế ngồi bao giờ cũng phải thoải mái. Đặc biệt đó chính là về những cái bộ trang phục khi mà chúng ta mặc để sử dụng trên những chiếc ghế massage cần phải mỏng và dễ chịu. Và cũng như là trên các cái túi quần, túi áo chúng ta phải loại bỏ được hết các vật dụng cá nhân như là điện thoại, ví và trên tay thì chúng ta sẽ bỏ hết tất cả những trang sức, vòng, đồng hồ. Còn ở đây thì về phần chân. Phần chân của chiếc ghế thì khi mà ngồi thì nó sẽ hơi hẫng một chút, do là ở đây thì sẽ có nhiều người là ngồi được khít và nhiều người thì ngồi nó sẽ hơi bị hẫng. Lát nữa thì Ngọc Japan sẽ hướng dẫn cho các bạn. Ở đây thì chúng ta cần phải ngồi lưu ý nhất đó chính là phần lưng. Và đây chính là bảng điều khiển của phiên bản AS960. Phím đầu tiên này đó chính là phím bật tắt. Khi mà các bạn đã kết nối được nguồn điện chúng ta sẽ bấm cái nút này. Đấy. Và cái giao diện nó đã hiển thị lên. Ở đây thì khi mà phần chân của chúng ta bị hẫng là chúng ta bật cái chiếc ghế lên là phần chân nó sẽ lập tức là nó sẽ nâng lên ở một cái góc độ vừa phải. Và ở trên màn hình nó sẽ hiển thị các bài tập như sau. Đối với bài đầu tiên là bài màu hồng, đó chính là bài toàn thân. Bài toàn thân nó sẽ bao gồm 1 bài, 2 bài, 3 bài, 4 bài và 5 bài. Bài cuối cùng nó có số 30 chính là bài 30 phút. Và bài thứ hai đó chính là bài cổ vai gáy được biểu thị bằng màu cam. Thì ở đây nó sẽ có 4 bài. Các bạn có thể lựa chọn một trong 4 bài. Bài nườn này nó sẽ là biểu thị bằng màu xanh lá. Nó cũng sẽ bao gồm 4 bài. Bài kéo giãn nó sẽ bao gồm là 3 bài. Và ở đây bài tập chuyên sâu nó sẽ có bài nhanh 7 phút và một bài tập mẫu. Và dưới cùng này nó sẽ là một số bài. Ở đây nó sẽ có một số bài nhanh hơn. Bài mẫu này là bài 15 phút. Và bên cạnh bài tập toàn thân, đối với chuyên sâu về toàn thân này, cổ vai gáy, lưng eo nườn, thì khi mà các bạn bấm sang nút bên cạnh này nó sẽ có thêm đó chính là bài tập về vùng cơ. Đối với vùng cơ này thì nó sẽ có một số các cái vị trí riêng biệt cũng như là các cái động tác. Ngoài ra nó sẽ có động tác kéo giãn này, các bài động tác 3D này. Nhưng mà ở đây thì nó là các bài tập massage vùng thôi, cũng như là các bài tập túi khí. Thì thường là chúng ta sẽ lựa chọn các bài tập toàn thân ở đây. Ở đây thì Ngọc Japan sẽ lựa chọn bài tập toàn thân là màu hồng. Và cũng như là đối với 6 bài tập này nó sẽ biểu thị 6 màu. Nó sẽ tương thích đối với cả 6 phím ở ngoài này. Các bạn có thể lựa chọn đây. Ví dụ như là các bạn có thể lựa chọn các phím ở đây thì nó đều có thể là lựa chọn được hết. Và khi mà bài tập toàn thân nó là bài đầu tiên thì sẽ lựa chọn bài tập 30 phút để cho bạn nhân viên bạn ấy trải nghiệm. Và khi mà cái chiếc ghế nó đi vào hoạt động, tức là tại cái lúc này nó đang chọn được bài và cũng như là đi vào cái thời gian là đo chiều dài cột sống và tìm vị trí huyệt đạo. Ở đây nó sẽ có các cái điểm, nó sẽ mô phỏng cái vị trí. Và chính vì cái điều mà Ngọc Japan lưu ý với các bạn là ngồi sâu cái phần mông vào bên trong. Đó là cái điều như vậy. Và để cho cái nực, cái con lăn nó chuyên sâu hơn thì chúng ta có thể bỏ cái phần gối này ra, để cho khi mà cái con lăn đây này nó đo, nó sẽ tiếp xúc này vào những cái vị trí này. Đấy, hiện tại là cái con lăn nó đã chạm vào vai. Và cái chiếc ghế nó sẽ hỏi lại một lần nữa là cái con lăn nó đã chạm tới đúng cái điểm vai chưa. Nếu đúng rồi thì thôi. Nếu như mà cái con lăn nó chưa đúng vị trí ở vai thì chúng ta có thể điều chỉnh bằng 2 mũi tên ở đây. Mũi tên đi lên giúp cho cái con lăn nó đi lên nếu như mà chúng ta cảm thấy cái con lăn nó hẳn còn thấp. Còn mũi tên đi xuống sẽ giúp cho cái con lăn đi xuống nếu như mà chúng ta cảm thấy cái con lăn nó hơi cao. Và khi mà ở đây nó sẽ có một cái đường tô màu đen này. Nếu như mà chúng ta cảm thấy được rồi thì chúng ta sẽ ấn OK. Đấy, là nó sẽ lập tức vào bài. Và ở đây sẽ là thời gian 14 phút biểu thị thời gian ở còn lại. Bên này nó sẽ là mô phỏng. Khi nào mà cái con lăn nó đi tới đâu, tức là cái vị trí cái con lăn nó đang tới đấy. Hoặc là khi mà các cái nền xanh dương này nó sáng lên ở đâu, tức là cái túi hơi nó đang hoạt động ở đấy. Và hiện tại thì túi hơi nó đang hoạt động ở cái phần chân. Tiếp theo thì ở đây sẽ đi sang với các phím. Đơn giản ở đây đầu tiên Ngọc Japan muốn hướng dẫn cho các bạn đó chính là phím nâng cái phần nực của cái con lăn. Phím ở bên tay trái này đó chính là phím giảm nực. và phím ở bên tay phải nhiều vạch nó sẽ là tăng nực. Khi mà các bạn ấn vào phím này, đấy, nó sẽ là giảm từ nực 4 xuống nực 3 này. Khi mà các bạn bấm vào phím nhiều vạch này, nó sẽ là nâng từ nực 4 lên nực 7. Và ở đây thì các bạn có thể lựa chọn nực theo tùy thích. Còn phím ở bên dưới đó chính là phím để điều chỉnh nực của túi khí phần vai. Ví dụ như là khi mà các bạn ở đây nó đang là nực của phần vai này, nếu như mà các bạn muốn tăng lên thì chúng ta sẽ bấm cái mũi tên bên phải này, đấy, để nó tăng lên. Còn nếu như mà chúng ta muốn giảm xuống thì chúng ta sẽ bấm mũi tên bên trái này, đấy, nó sẽ giảm được xuống. Tương tự đối với các túi khí tiếp theo, đấy, thì chúng ta sẽ tăng bằng mũi tên bên phải, giảm bằng mũi tên bên trái. Và khi mà chúng ta cảm thấy tăng được rồi thì chúng ta sẽ ấn OK, đấy. Và cái phím ES này chính là cái bài tập kéo giãn ở tổng hợp. Thì lát nữa Ngọc Japan sẽ có một cái bản dịch tiếng Việt để hướng dẫn chi tiết hơn. Còn ngoài ra ở đây thì nó sẽ là nút quay trở lại này. Rồi là nút màu vàng ở đây nó sẽ là nút sưởi hồng ngoại. Khi mà các bạn bật cái nút sưởi ở đây thì nó sẽ có hệ thống sưởi phần tay và phần chân, cũng như là mô phỏng hệ thống sưởi bằng cái đèn màu vàng này. Còn phím ở đây đó chính là phím nâng hạ nâng đối với mũi tên đi xuống. Khi mà Ngọc Japan ấn mũi tên này thì lập tức là cái phần nâng này, đấy, nó sẽ được ngả xuống từ từ. Và phần chân này nó sẽ được đẩy ra. Bởi vì con 960 này nó thực hiện theo cái cơ chế trượt ngã, nên là khi mà ngã xuống là phần tay này nó sẽ không bị với. Và đối với là cái nút ở đây thì sẽ là nút nâng lên. Đấy, ngược chiều với nó là mũi tên đi lên thì nó sẽ là nâng. Đấy. Ở đây thì các bạn sẽ lưu ý là nút này sẽ là nút hạ nâng, nút này sẽ là nút nâng. Ngược lại đối với bên tay trái thì nút phím mũi tên đi lên sẽ là nâng phần chân. Đây, khi mà Ngọc Japan bấm nút này, đấy, nó sẽ là nâng phần chân. Còn ngược chiều đó chính là mũi tên đi xuống thì sẽ là hạ phần chân, đấy, nó sẽ là hạ phần chân. Còn với hai phím ở đây, đấy, phím bên tay trái nó sẽ là đẩy phần chân ra. Đây, khi mà Ngọc Japan bấm mũi tên bên tay trái này, đấy, nó sẽ đẩy phần chân ra. Và khi mà Ngọc Japan bấm cái mũi tên bên tay phải này, đấy, nó sẽ là thu cái phần chân vào. Và trên bảng điều khiển này thì nó sẽ hơi là khá là trừu tượng, khi mà sử dụng nó có thêm màn hình hiển thị. Và ở đây thì Ngọc Japan có thêm cái ở đây khi mà các bạn mua ghế tại Ngọc Japan thì sẽ được hướng dẫn chi tiết nút lắp đặt, và cũng như là có một bản dịch tiếng Việt chi tiết từng nút và cũng như là từng các cái vị trí để chúng ta làm sao sử dụng chiếc ghế cho nó đảm bảo và cũng như là an toàn và sử dụng chiếc ghế hiệu quả nhất có thể. Còn khi mà chúng ta không muốn chiếc ghế hoạt động về phần cơ của cái con nan và cũng như là phần túi khí để chúng ta có thể ngủ, thì các bạn có thể bấm vào cái nút màu đỏ này, đấy, nút màu đỏ này. Khi mà các bạn không muốn chiếc ghế hoạt động về phần cái con nan ở lưng hay là túi khí thì chúng ta có thể bấm vào cái vị trí là nút màu đỏ ở đây. Nút màu đỏ này chính là cái nút dừng đột ngột. Khi mà các bạn bấm vào thì màn hình nó sẽ vẫn sẽ sáng và nó sẽ cho các bạn lựa chọn lại các cái bài tập khác. Và hiện tại chiếc ghế nó đã ngừng hoạt động hoàn toàn. Và ở đây thì là chúng ta có thể điều chỉnh một cái tư thế, chúng ta có thể nằm ngủ trên ghế. Hoặc nếu như mà chúng ta không muốn sử dụng nữa thì các bạn sẽ bấm nút màu trắng này. Đấy, lập tức là chiếc ghế nó sẽ hiện về cái vị trí là tắt. Và cũng như là khi mà các bạn bấm vào cái nút này, đấy, nó sẽ là cái nút thu ghế về vị trí ban đầu. Và khi mà Ngọc Japan bấm thì lập tức là phần chân nó sẽ thu về vị trí ban đầu. Và cũng như là cái phần lưng nó sẽ được nâng lên. Và khi mà phần chân nó đã thu xuống thì các bạn có thể xuống ghế một cách an toàn và hiệu quả. Và trong video ngày hôm nay thì Ngọc Japan đã hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng chiếc ghế massage nội địa Nhật phiên bản AS960. Nếu như mà các bạn chưa hiểu phần nào thì có thể để lại một comment ở phía dưới video, và cũng như là liên hệ với Ngọc Japan qua số điện thoại 097 494 5555. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Nhớ để lại cho Ngọc Japan một đăng ký kênh, bật chuông thông báo để đón chờ những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.